Chào quá. Đây là mà kia rãnh anh kín mà có nắp trong trong là lát gạch, đắp đất và lát gạch trên đường đi bộ đấy, của cái khu vỉa hè bên này. Thì đây là hiện tượng là có hiện tượng là xe tải trọng xe đi qua thì dẫn đến là nó gây áp lực lên cái bản nắp rãnh này. Thì nó gây, các bạn thấy không? Đây nó có độ cong nó bị nứt, nó vỡ đấy, cong nứt vỡ cái nắp này có 4 cong luôn. Đây là một cái nắp này, bên kia cũng có một cái nắp này nữa, nó cũng bị nứt vỡ cong đấy. Đây, có tải trọng xe, tải trọng nặng vào để nó thi công ở phía trong này thì dẫn đến là cái sức chịu tải của nắp này không đảm bảo chịu lực, cho nên là dẫn tới là cái kết cấu của chúng ta nó bị phá hoại như này. Thì bây giờ thì bên kia này cũng bị bay và phá hoại, và bên này cũng bị phá hoại nữa. Đây chỗ này cũng bị uốn cong lõm, đây thì chỗ này cũng bị vỡ rồi, chứ ta phải thay cái nắp mới.